Xin kính chào bà con, lưới đánh cá đầu hôm nay giới thiệu với bà con cái dòng lưới cước Thái Ba Màn. Thân cao 90 phân, là chưa được 1 mét, thì nó chỉ cao tới thắt lưng thôi, thắt lưng của người lớn thôi. Và cái dòng này thì nó thả bộ bà con ạ, thả rất là nhẹ nhàng và tình cảm. Không quá cầu kỳ, cũng không quá phức tạp. Dòng này thì thưa với bà con nó là dòng lưới cước cách xịn và thắt ở đây là thắt dòng hàng chống rối cho bà con. Và một điểm nữa đó là dòng này nó... À, đầu thắt cho cái tấm lưới này nó rất là nhiều thịt và túi nó cũng rất là sâu. Bà con đánh những cái vùng nước nó cao khoảng tầm 1m2 hoặc 1m5 là đánh những dòng này là ok rồi. Thì thêm 2.5 này, nút nọt hai ngón tay này thì bà con có thể đánh cá như là cá rô ta này, cái còn gọi là cá rô đồng này, cá diếc này, cá sặc này, cá thắc lác này. Và một số cái loại cá cỡ tầm 2.5 đến 3 ngón tay là bà con bắt được rồi. Ý thưa bà con, đây là dòng lưới thả bộ và hàng này làm chống rối cho bà con, túi sâu thịt nhiều, bà con thả những dòng này yên tâm đấy. Bà con có nhu cầu đặt sản phẩm này liên hệ ngay với A Đấu qua Zalo trên màn hình và được xem hàng trước khi thanh toán tiền. Những dòng này A Đấu cam kết với bà con là nó chuẩn là hàng thừa và chuẩn là hàng cước cái xịn nha bà con.